cứ nói đến món cơm tấm thì ai cũng nghĩ đến thành phố Hồ Chí Minh. Nên là cứ mỗi một lần mình vào thành phố Hồ Chí Minh là mình rất là hay ăn món cơm tấm. Thế còn ai mà đi ra ngoài Hà Nội thì bao giờ mọi người cũng nói là ra Hà Nội ăn phở, ăn bún chả đấy. Đây là hai món ăn mà đặc trưng của hai vùng miền. Các bạn chắc là cũng biết là mình rất là háu ăn và rất thích ăn, cho nên hôm nay các bạn mời mình. Thế thì bây giờ xin phép mời hai khách mời chúng ta sẽ thưởng thức hai cái món ăn này, xem cái vị nó như thế nào nha. Nha, mời chị Dung. Em lấy chị nhá. Ôi, đúng là khách sạn 5 sao đấy. Đấy, 5 sao đấy. Ăn xong lại còn có cả em xinh phục vụ này, đáng yêu thế. Mẹ ăn bún chả trước đi. Chúc hai mẹ con ngon miệng nha, ăn tự nhiên đi. Mẹ ăn chưa? Đây. Quá. Em mời cả nhà. Hôm nay là có món bún chả và món cơm tấm rất là ngon. Nhưng mà có mỗi mình hai mẹ con em ăn mà lại có bốn người đứng bên cạnh nhìn thế này. Mẹ con em cũng khó ăn, nhưng mà thôi cứ ăn đi con nhỉ. Chị ăn còn các em thấy ngon là được rồi, đúng không? Ăn nha, ăn ngon. Ôi, ngon quá, ngon quá. Ngon. Thơm. Ngon. Rất ngon. Đừng lấy cho mẹ. Trời ơi, tuyệt vời. Trời ơi. Trời ơi, món cơm mà nấu nó ngọt ngào dữ. Mấy chục năm nuôi con, hôm nay mới được gọi là trả hiếu đây. Ôi trời ơi, xúc động quá. Trời ơi, rơi mắt rồi ơi. Xúc động quá, xúc động quá. Ăn con, ngon lắm. Rồi, xin được cảm ơn bếp trưởng, xin được cảm ơn hai quản gia rất nhiều nha. Anh Đỗ Vũ, vì sao lại có món cơm tấm ở đây? Tưởng là được ăn hết, chứ lại hỏi nữa thì... Thôi, con trả lời. Con nghĩ giống hiệt mẹ ấy, là đặc trưng cho hai miền ấy. No. Nếu mà nghĩ rất là đơn giản như vậy thì làm gì có khách sạn 5 sao? Mình có yếu tố gì miền Nam ở trong gia đình mình không? Thế nào con? Ôi giời ơi! Ý mẹ! Ôi giời ơi! Cái này của mẹ! Thật ra thì... bố của Long Vũ là người miền Bắc. Bà của Long Vũ cũng là người miền Bắc. Nói chung là cả gia đình nhà bên nội nhà Long Vũ là người miền Bắc. Nhưng mà đã đi vào trong Nam từ rất lâu rồi. Mẹ nghĩ rằng... chính vì thế mà hôm nay là chương trình đã làm món cơm tấm này để cho hai mẹ con mình gợi nhớ về bà nội, bố và gợi nhớ về cái nơi mà con được sinh ra ở đấy. Chính xác. Mẹ em là một người nấu ăn ngon không? Mẹ em có một cái điểm mạnh. Đấy là mẹ em rất giỏi nấu đồ Âu, nhưng mẹ em lại không thích đồ Âu. Món gì mà đồ Âu mẹ nấu ngon nhất? Súp kem khoai, nói chung là súp nấm hoặc là súp bí đỏ, những cái bistec món bistec cũng rất ngon luôn. Từ trước đến nay thì mình đều học ở trên mạng hết. Chị học được bao nhiêu rồi chị thí nghiệm cho con mình ăn thử những món ăn của chị nấu. Ngày xưa mình tự nghĩ ra và mình nấu, chồng mình cũng ăn. Thế chồng mình ăn xong mình bảo có ngon không, xong chồng bảo ngon lắm, ngon lắm. Lúc mà mình có khuấy bột cho con ấy, cho con ăn vào thì con cứ ăn đến đâu là con cứ vòi rồng lên đến đấy thế này này. Thế ông chồng bảo đi đây cho nào, vừa cho lên miệng ăn, ôi rồi ôi, khuấy bột thế này mà có khuấy à, Vân Dung ơi. Thế là mình ăn thử một cái, ôi rồi ôi, mình cũng phun ra vòi rồng như thế này luôn. Ngày xưa ấy, khi mà mới bắt đầu nói Long Vũ thì thực sự là mình chưa chuẩn bị tinh thần. Lúc đấy mình đang còn trẻ, mình đang còn gọi là mải bay nhảy và mải sự nghiệp quá. Mình không biết là sẽ làm mẹ như thế nào. Tất cả mọi thứ đều lóng ngóng. Nhưng mà được cái là ông chồng mình lại rất đảm đang. Thì nói là chồng mình nấu ăn cực kỳ ngon. Và chồng mình chăm con thì nói là tuyệt vời. Đến mức mà khi mà mẹ chồng mình xuống nhà, nhìn thấy ông xã đang cho con bú mà mẹ chồng mình khóc hoa luôn cơ mà. Ôi trời ơi, con tôi sao nó lại thành thằng thế này hả con? Chồng biết là số chị cũng may mắn. Mình không khéo là một người phụ nữ đảm đang thì mình lại có được đồng xã hỗ trợ mình. Ở nhà thì mẹ em có hướng dẫn em trong những công việc nhà hay là giúp cho em để em có thể tự lập hơn không? Mẹ em rất lo cho em. Nhưng mà mẹ em rất bận. Và thời gian mẹ em đi công tác rất là nhiều. Có khi là đi công tác tính theo tháng ấy. Và ở nhà thì
chỉ có mình em thôi. Ví dụ như mẹ em có những lần mà mẹ em đi công tác, mà sáng ngày hôm sau em dậy bảo mẹ ơi mẹ đang ở đâu ấy, mẹ có đi ăn sáng đi, bảo là ờ mẹ đang ở cửa lò rồi, bảo thế bao giờ mẹ về, 2 tháng nữa mẹ về nhá, tắt máy luôn. Đấy, có những lần như thế á. Nhưng mà rất là may mắn là con của chị là một người rất là hiểu chuyện ha. Có nghĩa là những cái ngày mà chị đi xa như vậy thì bản thân bạn ấy cũng biết cách tự lập và lo lắng cho mình. Long Vũ là một đứa trẻ rất là cá tính. Hơn nữa thì bố lại ở xa. Ở nhà thì như kiểu bố mẹ bao giờ cũng nói là trong nhà bao giờ cũng phải có ông thiện và ông ác. Trong nhà thì bây giờ là mình thành luôn ông ác rồi. Ông thiện thì ở trong kia rồi. Thế là lúc nào cũng Nhiêm đang ở đâu. Cho nên là bạn cứ mở điện thoại của con mình ra mà xem tên của mẹ là gì ở Long Vũ. Về nhà ngay. Đến nỗi mà cô giáo tiếng nói của Long Vũ bảo chị ấy chị, thế chị không có tên à, bảo sao lại không có tên, bảo em thấy trong máy điện thoại con chị nó đề tên chị là về nhà ngay. Sợ lắm, sợ mẹ lắm. Thì bởi vì lần nào nhấc điện thoại lên câu đầu tiên của mẹ là về nhà ngay. Đến mức thói quen, đến mức bây giờ mẹ em mà gọi thì em nhấc điện thoại lên em không để mẹ em nói luôn, mẹ em bảo à vâng đây bây giờ con về luôn đây nhá, mẹ nhà ở đây con về đây mẹ yên tâm. Mẹ em kêu về nhà ngay chứ bây giờ do dù em có về nhà thì em có trải qua 4 cuộc tình mẹ em cũng có biết đâu. Có mà mẹ được dễ sợ. Cái lúc mà Long Vũ ở giữa cái tuổi trưởng thành đấy thì mình rất đau đầu. Mình đau đầu không phải vì con hư hay là con điểm kém với mình này này. Cứ điểm 5 là được. Con cứ lên lớp là được. Miễn làm sao là đừng áp lực cho mình. Và miễn làm sao là gì là lớn lên con sẽ làm được thật là nhiều điều tốt cho xã hội. Đấy là điều mẹ quan tâm. Cho nên luôn luôn nói là con hãy tự làm và tự chịu trách nhiệm lấy những việc con đã làm. Chỉ đau đầu mỗi một việc là ngày nào cũng đi muộn. Từ lớp 1 cho đến lớp 12 cho đến lên đại học, Long Vũ đi muộn đến nỗi mà cô giáo chủ nhiệm bị trừ tiền lương luôn. Là vì sao? Vì mất điểm thi đua. Cô tiếng nói thì ngày nào cũng gọi điện, chị ơi rồi ôi bây giờ đến giờ thi rồi, chuyên gia người ta đến rồi, em không thấy con chị đâu. Mình lại đâu rồi. Xong rồi đến một ngày mình đau khổ quá, mình bảo với cả thầy Lai là thầy chủ nhiệm của Long Vũ ấy, em chị cũng phải khai thật với em là con chị nó giống chị em ạ. Tức là nó có cái gen di truyền đi muộn em ạ. Từ lúc bé. Như ngày xưa đang đi học muộn cái vừa mở cửa ra một cái vào một cái. Ôi dồi đau bụng quá, ôi dồi đau bụng quá, ôi dồi đau bụng quá. Thầy Lê Hùng tức là nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng đạo diễn đấy. Vân Dung ơi, đổi bài khác đi, đổi bài xịt lốp xe đi em ơi. Đau bụng nhiều quá rồi, bài cũ rồi nhá. Đây chính là con của mẹ Vân Dung rồi, ai khác nữa. Thế thì bây giờ chương trình có một cái món quà dành tặng cho hai mẹ con. Xin mời chị đến với món quà này nha. Xin chào chị Vân Dung và Long Vũ. Em là Hà Lê đây ạ. Và lời đầu tiên thì em xin phép được gửi lời chúc sức khỏe, một lời chúc an khang thịnh vượng tới chị Vân Dung, Long Vũ và gia đình. Hy vọng mọi người rất là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Và xin cảm ơn chị Vân Dung cũng như là Long Vũ và gia đình rất nhiều vì đã yêu thương và nghe nhạc của em. Tất cả những tình cảm đấy thì em gọi nó là yêu thương. And I will call it love whenever where you are. Đôi khi muốn dừng lại, thành thời nhìn thời gian trôi. And I still call it love whenever where you are. Đến khi ta về già, một nửa của ta đi xa. And I still call it love. I will call it love. Xin cảm ơn chị Vân Dung, cảm ơn Long Vũ và gia đình rất rất nhiều. Mình và Long Vũ đây thật sự là rất là mê tiếng hát, mê cái cách truyền tải nghệ thuật và đặc biệt là cái cách phối nhạc rất là hay. Mình mê nhất là bài Thành phố buồn. Thành phố nào nhớ không em, ngày chủ nhật, ngày của riêng mình. Thành phố. Thôi thành phố đó không yên ngã rồi. Thành phố đó không buồn rồi. Không biết hát, khổ quá. Không biết hát cho nên là mới gửi gắm tất cả vào Hà Lê đấy. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thực đơn hạnh phúc. Và thông qua đó là những câu chuyện rất là dí dỏm, vui vẻ và hài hước của hai mẹ con. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Hóa đơn hạnh phúc của chương trình Khách sạn 5 sao. Quý vị đang cùng quay trở lại với hóa đơn hạnh phúc của chương trình Khách sạn 5 sao.
Và đây là lúc mà quan trọng nhất của hai khách hàng của chúng ta: được ăn, được uống, được chơi, được chia sẻ rất nhiều câu chuyện. Thì đến lúc mình nên thanh toán hóa đơn rồi ạ. Tất cả những cái này đâu có free. Thế rủ chơi thôi mà. Ra mời hai em ra đây ạ. Đây được điều cho khách đi ạ. Hóa đơn đến rồi đây. Hóa đơn đây. Dạ. Em mời chị ạ. Đây là hai cái hóa đơn. Nó có hai cái trang. Một trang là của quá khứ và một trang của tương lai. Nếu chị chọn quá khứ thì chị hãy kể ra những điều ở quá khứ mà chị cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Còn nếu chị chọn tương lai thì chị ghi ra những cái điều mà tương lai chị mong muốn cùng với con mình làm. Và ghi xong cái này thì khỏi tính bill nữa. Cái này chính là hóa đơn rồi. Cười tươi ngay. Chỉ được một thứ thôi à? Chỉ một trong hai thôi. Chị chọn nào cũng được. Hạnh phúc nhá. Em chọn ký ức hạnh phúc. Xin mời chị. Dạ. Rồi, được rồi ạ. Xin mời hai mẹ con. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc chia sẻ của Long Vũ nha. Chia sẻ về ký ức hạnh phúc của Long Vũ. Lần đầu mua cho mẹ quà bằng tiền lương đầu tiên. Cái thứ hai là lúc mẹ tâm sự về nghề. Lúc mẹ tâm sự về nghề là ở đây hay là ở đâu? Ở nhà nữa. Ở nhà. Lúc hai mẹ con dành thời gian cho nhau. Những khoảng thời gian đấy nó rất là quý báu với em luôn đấy ạ. Lúc đó là cái điều mà em nhớ nhất là gì? Chắc là cái lần mà mẹ em nói khuyên em suy nghĩ thật kỹ khi đi theo nghề ạ. Cuối cùng đó chính là lần đầu biết tổ chức sinh nhật cho mẹ. Ở đâu vậy ạ? Thật ra là hồi đấy là em mới cấp 2. Đấy em không có tiền thì chỉ biết là em hay đi cầm sách với cả cầm chuyện để em cho đi thuê ạ. Cho các bạn cùng lớp thuê hoặc là cho các bạn thuê đồ chơi của em. Thì em tích góp chục nghìn hoặc 5.000 một cùng với chị giúp việc của em đợt đấy. Hai chị em tích góp lại mua một cái bánh sinh nhật để tặng mẹ ở đấy. Wow. Đấy cấp 2 ấy. Và chờ mẹ diễn đến tầm khoảng 1 rưỡi sáng mẹ mới về. Thì khi mẹ về đến nhà thì thấy con cầm một cái bưu thiếp như thế này. Hai chị em tự vẽ. Và bạn một bạn giúp việc thì bạn ấy bỏ vào 60.000. Thế còn lại là tiền của Long Vũ tiết kiệm được. Thế là mua cho mẹ một cái bánh sinh nhật này. Rất là dễ thương và đáng yêu đúng không ạ? Giờ mình đến với lại chia sẻ của chị Vân Dung nha. Điều đầu tiên đó là những điều mơ ước trong cuộc đời của mình đã làm được. Đó là công việc diễn viên. Một cậu con trai. Trong cuộc đời mình thì mình mơ ước là mình sẽ trở thành diễn viên. Đã làm được rồi. Mình mơ ước rằng mai sau mình sẽ kiếm tiền, mình xây nhà cho bố mẹ. Mình cũng đã làm được rồi. Và mình thêm nữa thì thêm nữa thì đó chính là đã lấy được trái tim của khán giả và được quý vị khán giả yêu thương. Ý cuối cùng là và luôn có một người đàn ông ở bên ủng hộ, động viên, tạo động lực cho mình trong cuộc sống. Đó chính là con trai Long Vũ. Chị nghĩ như thế nào với cậu con trai này chứ nhỉ? Có mỗi một cậu con trai này thì mình sẽ không biết mình sẽ nuôi dạy như thế nào. Bố ở một nơi, mẹ ở một nơi xa nhau như thế. Thì bố chỉ gọi điện và dạy dỗ con qua điện thoại. Và những lúc mà bố gần con thì thời gian thì cũng rất là ít. Thế thì còn lại là mẹ, mẹ vừa như bố vừa như mẹ thì không biết là sẽ dạy con như thế nào. Nhưng đến ngày hôm nay cả hai mẹ con cùng đứng với nhau ở đây, ở chương trình khách sạn 5 sao này. Mình cũng phải nói là rất tự hào về con. Mặc dù con chưa làm được những điều to lớn, nhưng cái quan trọng đối với mẹ là con có hiếu với mẹ. Và bây giờ thì tạm thời mình đã có được điều đấy.